Hello cả nhà mình. Đầu tiên Xuyến xin chúc cho tất cả nhà mình một ngày mới, một tháng mới thật là nhiều niềm vui nha, tràn đầy năng lượng. Và hôm nay nhân lúc mà Xuyến chuẩn bị uống cái gói collagen này thì Xuyến cũng muốn chia sẻ với cả nhà mình một chút. Thứ nhất là về cái đây là một cái gói collagen Marigen ha. Và cái hàm lượng Marigen ở collagen ở trong cái gói này là 5000 mg. Và là collagen nguyên chất, collagen thủy phân nguyên chất nha mọi người. Xin cũng chia sẻ một chút với mọi người về cái chất liệu của cái gói này. Thứ nhất là cái collagen thủy phân này, nó được sản xuất trong một cái môi trường hoàn toàn sạch, gọi là môi trường cấp sạch D. Có nghĩa là được kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm và vi khuẩn, nên nó hoàn toàn sạch và nó được đóng vào cái gói này. Và cái chất liệu của cái gói này nó gồm có 3 lớp để nó đảm bảo cái cách biệt hoàn toàn giữa cái điều kiện bên ngoài và cái sản phẩm ở bên trong. Chính vì vậy mà không cần sử dụng bất kỳ một cái loại hóa chất bảo quản nào để mà cho vào cái sản phẩm của chúng ta. Cho nên là mình có thể hoàn toàn an tâm sử dụng cái sản phẩm này nha. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình tìm một số khách hàng nói với Xuyến là tại sao mình không làm cái đường răng để mà cho dễ xé. Thì nó cũng có lý do là khi mà mình có cái đường răng thì cái không khí ở bên ngoài nó sẽ rất là dễ, có nghĩa là trong quá trình vận chuyển nó sẽ dễ va chạm và nó sẽ dễ dàng, cái không khí nó dễ dàng xâm nhập vào bên trong, nó ảnh hưởng tới sản phẩm. Và mặc dù không có đường răng nhưng mà mình cũng rất là dễ dàng xé. Ở trên phía trên này nè mọi người thấy không, nó có giống như là gợn sóng á, và Xuyến sẽ xé rất là dễ dàng nè, đó. Rồi, và mình cho vào cái ly nước này này, rất là dễ hòa tan luôn mọi người. Mình nên uống chung với nước trái cây hoặc là nước ép mà cà phê, ngũ cốc, nói chung là mình có thể pha với bất kỳ một cái loại nước nào để mình uống nha. Và Xuyến cũng chia sẻ với các chị em là để chào mừng ngày 20 tháng 10, ngày của chị em chúng mình đúng không nè. Thì công ty Tre Vang cũng có một cái chương trình tri ân khách hàng, là sẽ có một cái quà tặng vô cùng đặc biệt. Đặc biệt là đối với những chị em nào mà sau sinh, giống như Xuyến là sinh xong 3 lần sinh xong 3 lần thì sức khỏe của mình hao tổn rất là nhiều, và đặc biệt là thường xuyên bị đau lưng. Hoặc là những cái cô chú mà lớn tuổi á, thì gặp vấn đề đau nhức xương khớp rất là nhiều. Chính vì vậy mà công ty Tre Vang có một cái chương trình tri ân, đó là khi mà mình mua 5 hộp collagen thủy phân Marigen thì mình sẽ được tặng một cái lon sữa, một lon sữa canxi nano. Và cái cặp đôi này sẽ là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo để xử lý, để giải quyết cái vấn đề đau nhức xương khớp của mọi người nha. Mọi người, tại vì số lượng cũng có hạn, chương trình số lượng cũng có hạn, và cho nên là mình cũng tranh thủ, có thể là những anh nào đó đang muốn có một cái món quà để làm quà 20 tháng 10 cho vợ mình, hoặc là mình sẽ tặng mẹ mình vào ngày 20 tháng 10, thì mình hãy nhanh chóng liên hệ với các đại lý của Marigen, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp công ty qua số hotline là 0977 484 7799, là sẽ được gặp một người tư vấn rất là dễ thương nha. Tạm biệt mọi người.